Thưa quý vị, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 và đón Tết cổ truyền dân tộc Xuân Giáp Thìn năm 2024. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng lãnh đạo các sở ban ngành, các lực lượng vũ trang thành phố đã đặt vòng hoa dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố và tượng đài Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm thành kính trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh quên mình vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và nguyện sẽ tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Sau phút tưởng niệm, đoàn đã kính cẩn dâng lên vòng hoa mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến sức mình cho nền độc lập của dân tộc. Ngay sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, các đại biểu đến dâng hoa thắp hương tại tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều, thể hiện sự thành kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển mà Bác đã cống hiến cho dân tộc Việt Nam.